Phía trước mọi người, đây là cô Sương, một trong ba đứa trẻ may mắn sống sót trong cái trận thảm sát của Khmer Đỏ ngay tại làng Ba Trúc, đã khiến hơn 3.000 người mất. Và phía sau đây là bàn thờ nơi ba và mẹ là những người thân đã mất trong cái trận thảm sát ngay tại chùa Phi Lai. Và ba đứa trẻ đó thì hiện giờ là hai người đã mất rồi. Bây giờ một mình duy nhất cô Sương là một trong những nhân chứng sống. Trên người của cô thì có khá là nhiều vết thương, thậm chí là sau lưng vẫn còn những cái vết thương mà hồi xưa 11 ngày nằm trong xác người, và bây giờ là nó để lại rất là nhiều đau thương. Mến chào quý cô bác anh chị, hiện tại thì Phong Bụi đang có mặt tại thị trấn Ba Trúc thuộc huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Gần như là mỗi lần về lại Ba Trúc thì mình có những cái cảm giác như những cái lần đầu tiên, tại vì nơi đây đã từng trải qua những cái biến cố về lịch sử. Cách đây hơn 40 mấy năm thì đã từng xảy ra một vụ thảm sát của Khmer Đỏ tại vùng đất này, đã khiến hơn 3.000 người mất. Và hiện giờ thì cách đây không xa là một cái nhà mồ ở nơi hiện giờ đang quy tập hơn 1.000 cái xọ người là những nạn nhân của vụ thảm sát Pol Pot mấy chục năm trước. Hiện giờ còn một nhân chứng của tội ác chiến tranh này. Và bây giờ thì Phong cùng với mọi người sẽ đi vào bên trong trò chuyện để hiểu rõ hơn mấy chục năm trước người dân ở đây chịu nhiều đau thương như thế nào nha. Đây là những hình ảnh hiếm hoi còn ghi lại cảnh sau khi quân Khmer Đỏ sát hại bà con ngay tại làng Ba Trúc vào năm 1978. Đã có hơn 3.000 người chết. Và ngay bức ảnh mọi người đang xem, đó là chùa Phi Lai, đã có 300 người dân thường vô tội. Người dân cứ nghĩ rằng chạy vào chùa thì sẽ không xảy ra cái tình trạng thảm sát. Tuy nhiên thì càng vào chùa thì quân Khmer Đỏ lại tràn vào. Còn đây là bản đồ ghi lại những cái vụ thảm sát chấn động ngay tại khu vực làng Ba Trúc. Cảnh người dân bị hành quyết và sát hại, và không ít những cảnh khá là đau lòng. Tuy nhiên thì đến thời điểm bây giờ chỉ mới quy tập hơn 1.000 bộ tro cốt của người dân. Và đây là mâm cơm nhỏ. Ngày hôm nay nhóm của Phong đến thắp một nén hương, cúng một dĩa cơm để chia sẻ những cái nỗi đau của người dân ở Ba Trúc, cũng như cầu mong cho hơn 3.000 người dân vô tội đã bị quân Khmer Đỏ sát hại. Và đến đây thì mọi người sẽ cảm giác khá là ớn khi mà chứng kiến hàng ngàn cái xọ người được chất xung quanh khu vực nhà mồ này. Và 8 năm trước khi mà có mặt tại làng Ba Trúc, thời điểm đó nhà mồ chưa được xây dựng như thế này. Đó là một cái tháp cốt. Mọi người đến thì mùi tử khí khá là nhiều. Tuy nhiên thì ngày hôm nay mọi thứ được sắp xếp lại một cách trật tự. Vừa rồi thì tụi con có ghé vào cái bảo tàng chiến tranh và chứng kiến lại những cái hình ảnh đau thương của bà con ở đây, và chứng kiến rất là nhiều cái cách tra tấn dã man của Khmer Đỏ. Và mọi người có giới thiệu rằng là hiện giờ nhân chứng sống của những cái vụ án năm xưa không còn nhiều, và cô đây là một trong những người may mắn hơn 3.000 người. 11 ngày bị kẹt tại bị 11 ngày bị kẹt nó giật miên nó sót lại ở trốn ở tới mười mấy ngày. Con xin phép hỏi một xíu á. Cô là cô tên là Sương. Nguyễn Thị Ngọc Sương. Còn chú à? Tên Xưa, Mai Văn Xưa. Mai Văn Xưa, yeah. Con gọi là cô Sương với chú Xưa ha, yeah. Năm xảy ra Khmer Đỏ mà thảm sát làng mình á, thì năm 78, thì lúc đó thì cô bao nhiêu tuổi à? 11 tuổi. Còn chú? Lúc đó tôi 12 tuổi. Vậy thì chú còn có sống ở cái làng Ba Trúc này không? Chú có... Đây nè. Hồi đó giờ ông bà hồi đó ở đây không à? Không. Năm mà Pol Pot tràn vào làng mình á và giết hàng vạn người, thì lúc đó thì cô chứng kiến như thế nào ạ? À? Không nhớ. Vậy này nè, đời thương nó nãy là cấp đó bắn đè lên bả, sao nó chẹt chết cái xác đè lên bả đó, rồi ai nhúc nhích bắn mà bả nằm dưới á, bị đâu nhúc nhích được, thì bả mới sốt. Còn mấy người khơi trên nó nhúc nhích nó bắn cho hết trơn, bả nằm dưới tuốt dưới rồi đè lên bả không có nhúc nhích được, tưởng nó bả chết rồi. Rồi khuya cái tối bả mới bò ra cái đầu mười mấy ngày cái bả
ở đó có hai cái xài đó, một đứa nữa, ở đó có hai cái xài đó, nó rụng rụng quá lụm xài ba ăn không á, đói quá đứa nữa, xài chín thì sống thì gì rụng mà phải lụm ăn ba này nè. Tốt rụng mệnh bé xài nè, đói quá rồi không ăn chết rồi xài gì? Sống chín thúi cũng lụm ăn chứ, gặp là lụm ăn nè. Cấp đó không ăn thì đói quá chịu nổi, không ấy chết. Nhờ lụm xài ăn gì không mà sống, chú phải. Nhờ có mấy cái xài, phải không có mấy cái xài chết rồi. Không có gì đâu ăn, lụm mấy cái xài trái, xài suối hay chín thì lụm ăn sống chứ không có mấy cái xài thì chết rồi. À, và như vậy là lúc đó là cô nằm trong cái đống xác người á. Ừ. Và con thấy là ở một cái phần sọ người, sọ đầu của cô á, nó bị mất đi. Thì vì sao vậy ạ? Bị thương đó. Sau này té xe bị xe đụng rồi nữa. Ừ. Té xe bị xe đụng thêm 3 lần nữa. 3 lần đó. Bị xe đụng 2 lần rồi té một lần nữa. Xe không là 3 lần xe. À, như vậy là cái đầu cô là không liên quan tới cái vụ thảm sát hôm xưa. Hồi trước á là có cái lưng không đây mà bị. Nghe không? Dạ. Bắn nó bắn bả đó bị thương đó, bắn bả bị thương là bể chỗ qua sườn, bể mấy miếng qua sườn đó nó hồi đó nó bắn đó. Cho mọi người cùng xem á, cô xoay qua cho con xem coi kỹ lại xíu. Ờ, đây là cái vết thương nó mà bắn, giật miệng nó bắn đó, mấy cái thương đó anh Hồ thấy nó sâu ghê không? Cực kỳ sâu lắm. Trước chỗ sao bể mấy miếng sườn, bắn trước mấy chỗ ra đây nè, này nè, này nè, này nè. Vậy là trên người của cô là có bao nhiêu vết đạn đang ghim vào trong người à? 1, 2, 3. Một cái là trên đỉnh đầu. Ừ. Một cái là sau lưng. Ừ. Và một cái là ngay tay. Này nè, này nè. Dạ. Dạ. À, con hỏi thăm là trong suốt 11 ngày như vậy, những cái mảnh đạn nó ghim vào lưng, vào tay, vào đầu như vậy, thì nó có chảy máu, nó có bị thương hay là nó có như thế nào không? Rồi không. Dòi không? Với một cái đứa trẻ mà thời điểm đó không có hiểu rõ cái chiến tranh là gì, không hiểu rõ Khmer Đỏ là gì, thì mình có hoảng sợ không? Không sợ. Không sợ. Nhưng mà trong lúc cô nằm trong cái đống xác người á, cô có thấy cái hình ảnh của Khmer Đỏ như thế nào không ạ? Đặc biệt là lực lượng lính bom bốt bị phải xa lắm, tới đây nè, xa lắm. Thôi kìa, hỏi lùa ra đó rồi biết thấy dạng mấy thằng trời ơi lùa đó dạng mấy ngoại bến thưa lắm. Nó lùa như mấy thằng lùa một cái gì ta, nó mấy thằng miên phải nữ nam chia ra nữ nam á, à có nghĩa là chia ra nạn nhân nam một bên, nữ một bên để phân loại. Nữ thì họ sẽ hành quyết như thế nào ạ? Không, tôi ba đó này nè, ba đó nhà chết, nhà mất hết. Ông già ông chết còn mình đóng xương, ông chết thì giờ không có biết đường thì lấy xác ông nó dồn vô lấy xương qua bên chùa bánh ông già. Rồi mà ông già dẫn đi đó. Ừ. Ông già dẫn đi chạy đó, nó lùa ông già luôn, với đó là bắn ông già chết, còn nó sót lại còn ông già chết. Ừ. Rồi lấy xương mà ông không có biết chứ, rồi xương gom qua bên chùa luôn. Ông già xương ông già gom qua chùa luôn. Ừ, em anh Hồ ơi, em cảm giác là cô bị tai biến, cô trao đổi cho chuyện của mình nó hơi mệt á. Thì chắc lẽ mình trò chuyện với chú cũng hiểu rõ lại câu chuyện của cô ha, để cho chú tường thuật lại. À, chú có thể kể lại khái quát cái câu chuyện của cô để cho cô bác anh chị được rõ hơn mà. Rồi bả bị tôi không có đó, bị không có rành, nó ngay đại khái chút biết chút đỉnh tỷ mấy cái gì nó đập giật cho đít, chứ còn không có biết rành. Bị bả bị lùa, còn bả bị lùa đó là tôi không có đi, tôi bị cấp đó còn ai cũng còn nhỏ chân à, mới có 11, 12 tuổi không à. Cấp đó tôi sẽ chạy khỏi, còn bả thì lùa bả đi, bởi nó bắn này kia hay là gì đó tôi cũng không biết rành vụ đó, bởi vì mình đâu có đó mà biết cái gì đó. Tôi hồi kìa có giải cứu là tôi chưa có về này nè, về mới không biết rồi đó, bị thương này nè,
rồi cái mấy tên vô chỗ giải tỏa mấy con boss bắt rồi cái im hết trơn, mấy về đây cái hồi đơn lu bu nè, bắn rùa hết này kia hết rồi cái gì cũng không có ở đây, bị thương lo chạy đi rồi, lo bị thương nữa mà miên đó. Bởi vì mình ai chạy đi sống còn ở là chết, nó bị cấp đó tôi chạy nó mới sống, còn mấy người mà ở lại là chết hết. Rồi giờ sót lại dòng sót lại nó bắn chết hết, sót lại vài người hả? Nó sót lại bà bên ấy bảnh mà bà cũng bị tai biến mới chết rồi, từ Nga với ông kia sót có 3 người bị rồi sống sót được có 3 người, mà bây giờ 2 người kia chết rồi, là 3 người mà 2 người kia chết rồi còn anh bà đó. À, như vậy là trong cái giai đoạn những cái đứa trẻ bị chứng kiến cái trận thảm sát đó thì chỉ có 3 đứa con nít là còn sống sót thôi. Thì trong đó là 2 người đã mất rồi, cô là một người cuối cùng trong cái nạn nhân Khmer Đỏ thảm sát ở làng Bà Trúc này. Mỗi lần mà cô trở về lại cái nhà mồ nơi đó có xác của ba rồi nơi đó cô thấy như thế nào mỗi lần về nhà mồ? Thấy thương lắm, cô lúc cô ăn cô sống ở dưới những cái xác người vậy cô? Cô ăn gì để sống hay cô ha? Bè nè, xoài, dừa, dừa, khăn, dừa, xài đó. Nó đâu có dừa, hồi đó ngoài vòng ấy có mấy cái xài. Rồi khát nước thì sao? Khát nước mà đi tới chỗ ba tuốt cho nó đợi lại nè. Rồi những cái vết thương nó có những con dòi bò lúc nhúc trên người mình. Bị xương đó. Ở sau lưng cái chỗ bị đó dòi đó một ấy cục nó nói. Giờ mà có những cái thước phim ghi lại những cái hình ảnh lúc đó chắc bây giờ nó đau đớn, nó xót xa lắm. Hồi đó sao cô không có ý định là bỏ chạy mà cô vẫn gia đình cô vẫn còn nương náu ở lại cái làng này à? Mai chùa đó. Rồi bị ổng tính là nó đâu mấy trận giặc nào cũng giặc giặc pháp chào nào cũng ở trên đâu có giết dân. Rồi ổng tưởng đâu vậy không giết ổng không chạy mới dẫn con vô trong chùa chống đạn. Dẫn vô chùa. Ba người. Dẫn vô chùa ở đâu nó vô chùa nó bắt lùa đi nó vô mà đồng nó giết. Nó tính phải tính giết vậy thì chạy thì đâu có vô chùa chi, tính nó giết á. Bữa nay tính nó không có giết mới gom vô chùa. Vậy là cô trốn vào chùa Phi Lai hay là chùa? Phi Lai. Ồ. Rồi nó bắn rồi đó là lùa ai đi thì thôi, còn không đi nó bắn chết chết tại chỗ, bắn hồi lần cái vách tường Phi Lai máu không. Theo dắt nó máu không à, mấy người mà không đi chịu đi nó bắn tại đó, còn mấy người chịu đi thì lùa đi ra ngoài đồng bắn giết bắn. Thực ra thì những cái câu chuyện của cô Sương á là một phần ghi chép lại một cái chặng đường lịch sử nơi mà người dân ở Ba Trúc này, cứ nhắc lại á, nó tuy nó đau đớn nhưng mà cũng phải nhắc lại để cho con cháu sau này nhớ và biết lại, và cô là một trong những cái nhân chứng chiến tranh. Bây giờ trên người của cô có khá là nhiều vết thương, và ngay cả bản thân hiện giờ ở cái tuổi xế chiều như thế này sức khỏe cũng lao dốc, cũng một phần là do những chuyến đợt mà thảm sát đó. Bây giờ thì đầu thì sọ người, sọ thì bị mất một phần rồi đó. Rồi người thì như con cảm giác cô bị tai biến rồi nè, khá là bị tai biến nửa thân mình này, nửa tay sụi hết tay chân này, bị còn có tay chân còn nửa thân mình này. Nhà cô thì mất hết, còn một mình cô sống. Giờ bà đâu còn có đi được. Cả cái xóm làng này thì hiện giờ còn người thân nào mà vẫn còn sống không mà? Sụi hết tay chân rồi bây giờ bà lết không chứ bà đâu có đứng được, đứng đâu nổi đâu có được. Còn ba Xài. Ba Xài. Ừ. Là cái cô đó hả? Ừ. Cô đó thì hồi đó có chị Khmer Đỏ hay là vẫn còn ở đây? Chạy. Vẫn là những cái người lứa cô vẫn còn sống nhưng mà hiếm hoi lắm. Ừ. 11 ngày. Ngày đầu tiên thì Bon Bốt họ vẫn còn xung quanh cái làng này. Lúc đó cô còn nằm còn ẩn nấu dưới cái xác người.
Tới ngày thứ mấy là cô thấy họ rút đi? 11 ngã ngày. Trong đầu cô thì chỉ nhớ đến cái dấu ấn duy nhất đó là 11 ngày. Không nhớ chi tiết nào nổ nữa, nó quá ám ảnh ha. Quá cô nói nó hôi lắm. Cô lúc đó là nó hôi dữ không cô, sát người á? Trời ơi, hôi lắm. Ngay cả vết thương mà sinh dồi là thấy hiểu rồi. Trời ơi, dồi một cái nha. 3 tháng. Nhà thương 3 tháng. Nằm nhà thương 3 tháng. Nằm nhà thương 3 tháng mà nhà nước lo cho nó, lo rồi nuôi luôn. Nhà nước nuôi luôn, một coi, trẻ một coi, còn ên có ên nào mình trẻ một coi nuôi bả. Nuôi bả tới ấy luôn, cho bả ăn học luôn, ăn học rồi cho bả vô làm thư ký làm việc luôn. Rồi sau này mấy sau này cái mới nó mới lớn rồi làm ăn được rồi nó mới trả về. Chứ hồi lần nó nuôi luôn, nuôi con rồi trẻ một coi nó nuôi rồi nó cho ăn vô nuôi ăn học luôn nữa. Nhà nước nuôi. Thì nãy giờ cũng trò chuyện với cô Sương và chú cũng hiểu một đôi ba phần. Những lần mà mình trở về lại chùa Phi Lai, trở về nhà mộ Ba Trúc thì cũng chỉ được xem qua những hình ảnh đó thôi. Ngay con nghe nói là ngay tại cái bảo tàng trưng bày ngay chỗ đó thì vẫn còn có cái tấm hình của cô. Tấm hình đó là tấm hình nào, cô có thể mô tả cho cô bác anh chị được biết đó? Tấm hình đó nội trên nó ba người, một dây ba người là bà có mấy cây tóc dài, có đàn ông có đàn bà tóc dài, còn bà tóc ngắn vậy nè. Bà đó tóc ngắn là bà đó, là những cái người còn sống sót. Người sống sót ba người mà cái bà kia thì bà tóc dài, còn ông kia cũng như là hai người đàn bà, người đàn ông đó. Rồi bà kia thì tóc dài, còn bà thì tóc ngắn vậy nè. Bà tóc ngắn là bà đó. Dạ, chúc mừng con ghé vô đó, con xem lại cái bức ảnh đó ha. Ba người là cái tóc ngắn thì là Nga là bả nha, còn mấy cái tóc dài là không phải, còn tóc ngắn là bả đó. Rồi có bà bảnh thấy hai người rồi tóc ngắn là bả đó. Dạ. Hôm nay thì mấy anh em cũng ghé thăm cô chú, cũng được cô chú kể lại người thật việc thật, những cái câu chuyện lịch sử. Thì cũng clip này cũng hy vọng rằng là ghi chép lại cái lịch sử để cho con cháu, cái thế hệ tụi con hiểu hơn về cái sự đau thương ở đây, để mọi người hiểu hơn về một quá trình lịch sử. Con cũng chúc cô với chú nhiều sức khỏe. Vừa qua mình cũng mất cái người thân trong cái trận thảm sát đó. Rồi chắc tụi con xin phép chúc cô sức khỏe và chú sức khỏe nha. Con ghé nhà mồ con thăm xíu. Và nãy giờ thì mình cũng chia sẻ cho mọi người biết được là cái nhà mồ Ba Trúc, nơi đang trưng bày những cái sọ người của nạn nhân, người dân ở Ba Trúc. Thì phía sau lưng của mình đây là ngôi chùa Phi Lai. Thời điểm năm 1978, khi mà người dân ở đây nghe tin Khmer Đỏ tràn vào, thì mọi người cứ nghĩ rằng hồi thời Pháp, thời Mỹ thì chẳng ai vào chùa chiền để sát hại dân lành. Thì bà con cứ kéo vào đây. Và ngay cả ba của cô Sương cũng đưa người thân của mình vào đó. Và không ngờ rằng khi mà bà con trú ngụ bên trong chùa Phi Lai thì Khmer Đỏ lại tràn vào và sát hại. Có người thì giết ngay tại chùa, có người thì đưa ra cánh đồng chết. Và gia đình của cô Sương cũng được đưa ra đó. Và tất cả những người thân của cô đã mất, duy nhất một mình cô còn sống. Thì bây giờ mình và anh Bùi Hồ sẽ đi vào bên trong ha, để chia sẻ cho mọi người biết được hiện giờ những cái vết tích của chiến tranh, vết tích của tội ác Khmer Đỏ như thế nào. Đây, bây giờ mình đi ha. Thật sự thì chùa Phi Lai mình cũng đã từng chia sẻ với mọi người rồi. Nhưng mà hôm nay ở trong video này, một cái cảm xúc giống như ngày đầu, cho nên là mình cũng muốn chia sẻ lại cho mọi người được rõ. Cô bác anh chị nào chưa xem các clip cũ của mình á, thì nơi đây vẫn còn ghi lại những cái tội ác của Pol Pot, tức là lực lượng của Khmer Đỏ. Và năm 1978 người dân tràn vào đây, trong đó có gia đình của cô Sương, máu vẫn còn bám trên vách tường. Và hiện giờ thì mọi người vẫn còn đang giữ lại những cái vết tích này như một phần ghi nhớ lại lịch sử. Chùa Phi Lai là một trong những ngôi chùa đã chứng kiến cái sự đau thương. Còn góc bên này nha mọi người, ở dưới hầm chánh điện thì năm xưa 40 người dân đã trú ngụ ở dưới này. Khi mà Khmer Đỏ tràn vào ngôi chùa, lôi tất cả những người dân đi sát hại, thì 40 người may mắn trốn vào đây sống sót.
Tuy nhiên thì trong một lần quần thảo của Bôn Bốt thì lại phát hiện ra bên trong có tiếng em bé, và họ đã nghi nhận là dưới hầm này có người. Vì vậy sau đó thì đã ném hai quả lưu đạn. 39 người mất, chỉ còn duy nhất một cô bé ở phía trong góc trong cùng vẫn còn sống. Đây là hầm. Thì nãy giờ cũng chia sẻ cho mọi người rất là nhiều nhân chứng nè, tội ác nhà mồ nè, và ngôi chùa Phi Lai, cũng một phần để cho mọi người hiểu rõ hơn. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi cái đoạn clip này ạ.